Với 99 triệu đồng thì chúng ta có thể mua gì nhỉ? Quần áo, túi sách, thậm chí là xe và có thể là tiền ảo này hoặc là cổ phiếu chẳng hạn. Mặc dù số tiền này không phải là quá nhiều đâu nhưng mà cũng chẳng phải ít. Chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ đúng không? Vậy mà chẳng hiểu thế lực tâm linh nào đã sai khiến Trang đầu tư vào một chiếc ghế massage. Chắc có lẽ là do chiếc lưng đã rệu rã khi mà phải chạy deadline mỗi ngày Trang. Chào các bạn, thời gian gần đây thì Trang thấy là những mẫu ghế massage xuất hiện rất nhiều ở các biển quảng cáo trên khắp các con đường luôn. Và những mẫu ghế này thì vừa mẫu mã nhiều này lại còn đa dạng về giá thành nữa. Dưới 20 triệu cũng có, trên 50 triệu, thậm chí là cả 100 triệu và có khi có những mẫu là cả mấy trăm triệu luôn ấy. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng Quỳnh Trang trải nghiệm chiếc ghế massage có giá 99 triệu đến từ thương hiệu Airby Sport này để xem em nó có xứng đáng đồng tiền bát gạo không nhé. Đáng nói là tính tới thời điểm hiện tại, MK335 là chiếc ghế massage có giá cao thứ hai trong các dòng sản phẩm ghế massage Airby Sport chỉ sau MK337. Các bạn có thể xem qua video review một số mẫu ghế khác trên kênh Điện Máy Xanh để tìm cho mình chiếc ghế phù hợp nhất nha. Đối với riêng Trang thì Trang đánh giá một chiếc ghế massage có tốt hay không dựa trên 3 tiêu chí. Đầu tiên đó là khi mà chúng ta sử dụng trong một thời gian dài và liên tục thì liệu có bị nóng hay là bị lát hay không? Nệm có êm hay không? Và con làm massage có đã, có dễ chịu hay không? Liệu rằng chúng ta có bớt mệt hay không? Hay là sau khi sử dụng xong, người chúng ta lại còn đau nhức bầm tím thêm nữa? Và sau một ngày sử dụng liên tục chiếc ghế massage MK335 này thì Trang thấy có những điểm như sau. Khi mà sử dụng liên tục từ 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều thì có thể thấy là máy thì vẫn chưa có bị nóng. Thao tác với bảng điều khiển thì vẫn rất là nhạy và đồng thời là phản hồi nhanh. Bên cạnh đó thì nệm cũng êm này, không có bị ra mồ hôi. Cũng có thể một phần là do cái khu vực mà Trang sử dụng để test ấy, thì có sử dụng điều hòa nữa. Và bên cạnh đó trong quá trình sử dụng thì thấy là con lăn vẫn trượt khá là êm. Những cái khu vực mà khi được massage ấy, thì rất là dễ chịu nha. Không có thấy tình trạng là bị bầm tím hay là bị đau nhức gì cả. Nhược điểm duy nhất của chiếc ghế massage này có lẽ đó là nó chỉ phù hợp cho người từ 1m6 trở lên. Và phần chân thì không thể kéo giãn ra như những mẫu ghế khác. Nếu như các bạn chỉ cần những thông tin trên thì mình có thể dừng xem video ở đây được rồi. Còn nếu như đây là lần đầu tiên mà bạn xem review về ghế massage của Điện Máy Xanh ấy, thì hãy cùng nán lại nha để cùng xem Trang cung cấp thông tin về chiếc ghế massage có giá 99 triệu này nhé. Lý do vì sao nên mua một chiếc ghế massage thì thật ra cũng rất đơn giản thôi. Với những người làm việc văn phòng như Trang ấy, khi mà phải ngồi liên tục ở trên công ty 8 tiếng đồng hồ này, rồi thậm chí về nhà phải mang công việc về để xử lý nữa, thì cái áp lực lên đôi vai và lên chiếc lưng này thật sự là quá nhiều rồi. Nếu như mà chúng ta không nghỉ ngơi đúng cách ấy, thì sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta luôn trong tình trạng trì trệ này và đồng thời chúng ta không thể tập trung tinh thần để làm việc được. Không chỉ vậy, ba mẹ ở nhà của chúng ta đôi khi cũng bị đau cơ, mỏi gối, tê tay mỗi khi mà trái gió trở trời. Nếu như mà chúng ta ở nhà ấy, thì chúng ta tất nhiên là sẽ đấm bóp cho ba mẹ rồi. Nhưng mà khi mà mình đi làm ấy, thì ai sẽ lo đây? Chính vì thế cho nên khi mà Trang mang chiếc ghế này về, cả nhà Trang ai cũng thích hết á. Đặc biệt là lớp da PU này cho cảm giác rất mềm mại và êm ái khi ngồi. Với kinh nghiệm và thời gian trải nghiệm kha khá sản phẩm ghế massage thì Trang phải thừa nhận đây là chiếc ghế êm ái nhất tính tới thời điểm mà Trang quay video này. Phần nệm vừa mềm mà không có cảm giác dính rít vào da gây nóng bí. Sử dụng một thời gian thì các bạn có thể dùng khăn ướt để lau đi rồi để khô là có thể dùng lại được ngay. Bên dưới cũng có các khóa kéo trong trường hợp mình muốn làm sạch sâu bên trong ghế, sợ dán hay là côn trùng bò vào làm tổ. Có điều ấy là hai bên tay và chân thì không thể tháo ra được. Chính vì vậy cho nên là mình thường thì sẽ sử dụng máy hút bụi cầm tay để hút những cái bụi bẩn hay là da thừa còn sót lại trên mặt vải. Về tổng thể thì mình thấy là máy có kích thước hơi nhỉnh hơn so với những người anh em khác. Chiều dài khi ngả ra hết thì cỡ vào khoảng 1m8, còn khi đứng bình thường thì sẽ tầm 1m5. Tức là nếu tính cả các vật dụng khác trong phòng thì diện tích nơi đặt ghế phải tầm 15 cho đến 20 mét vuông là thoải mái. Và lưu ý là khoảng cách tối thiểu từ thân ghế đến tường là 30cm nhé. Việc di chuyển thì cũng đơn giản. Dù có khối lượng đến 75kg nhưng nếu đúng tư thế thì các chị em phụ nữ như Trang cũng có thể đẩy đi một cách dễ dàng. Phần đế màu đen bên dưới này chính là bo mạch chủ cùng động cơ chính của ghế. Và khi chọn được địa điểm thoáng mát để đặt ghế rồi thì mình sẽ cắm dây nguồn và bật công tắc lên để sử dụng. Về cơ bản thì cơ chế hoạt động của ghế massage sẽ dựa vào hai bộ phận chính. Đầu tiên đó là hệ thống các túi khí được đặt ở vai, hông, tay, bắp chân và bàn chân. Mỗi lúc ghế hoạt động thì các túi khí này sẽ liên tục phồng lên và xẹp xuống, cho mình cảm giác như là có bàn tay của một ai đó đang nhẹ nhàng xoa bóp toàn bộ cơ thể. Khi kết hợp với các chế độ massage khác thì nó sẽ giúp cải thiện quá trình lưu thông máu, tốt cho tim mạch của mình và giảm đi sự nhức mỏi ở các cơ.
lực bóp của túi khí bên hông này khá mạnh nên những ai làm văn phòng hay phải ngồi nhiều sẽ thấy rất là đã khi dùng luôn. Tiếp theo, các con lăn 3D ở phía sau sẽ mô phỏng bàn tay người để xoa bóp và ấn các huyệt đạo ở vùng lưng, vai, hông, mông nhằm giúp mình thư giãn gân cốt toàn cơ thể. Các con lăn 3D này sẽ di chuyển theo trục chữ L hoặc trục chữ S, sẽ bám sát dáng người theo đường cong của cột sống để nâng đỡ, bảo vệ, thư giãn và kéo giãn cột sống khi sử dụng. Nhờ vậy mà vùng massage được mở rộng hơn, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái mà không bỏ sót bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Thậm chí những con lăn ở dưới lòng bàn chân là một trong những phần mà mình thích nhất ở những chiếc ghế massage. Với tính chất công việc của mình là thường xuyên phải đi giày cao gót nên là khi mà về đến nhà là chân tay muốn rụng rời luôn. Và những ai mà trong trường hợp giống như Trang, hoặc là những người lớn tuổi bị viêm khớp, hay là phụ nữ đang mang thai, hoặc những ai mà phải đứng trong một thời gian dài thì rất nên thử nha. Ở dưới lòng bàn chân của chúng ta thì có rất nhiều huyệt đạo và nếu như mà chúng ta biết cách massage thì sẽ cực kỳ tốt cho sức khỏe đó. Ngoài ra, để bảo vệ cột sống và giúp giảm áp lực lên phần thân dưới của mình thì máy còn được trang bị chế độ massage không trọng lực 0G. Khi chọn chế độ này, máy sẽ ngả ra 180 độ cho mình cảm giác đang nằm ngửa nhằm giảm thiểu áp lực và trọng lực lên bộ phận cột sống, đồng thời tạo điều kiện cho các con lăn hoạt động hiệu quả để mang lại tác dụng giảm đau dường như ngay lập tức và góp phần cải thiện quá trình lưu thông máu. Mình cũng có thể tắt chế độ này đi và chuyển sang các chế độ massage khác theo nhu cầu bằng cách sử dụng bảng điều khiển cảm ứng được đặt bên cạnh ghế. Ở giữa là nút bật tắt máy, phía trên bên phải dùng để điều chỉnh các túi khí xung quanh cơ thể, bên trái là chọn vị trí của ghế, vùng massage, điểm massage và cường độ massage. Người ốm ốm yếu yếu một xíu hoặc là ba mẹ mà da mỏng xương giòn thì chọn nhẹ nhẹ thôi, nếu không là khi massage xong người mình lại còn đau nhức hơn bình thường ấy. Bên dưới này lần lượt từ trái qua, từ trên xuống là nút điều chỉnh độ rộng của con lăn, nút bật tắt con lăn bàn chân, nút hẹn giờ sử dụng ghế. Bạn có thể lựa chọn tối đa là 30 phút. Tiếp theo là nút chọn chế độ massage nhiệt hồng ngoại. Thấy phức tạp rắc rối quá thì cứ nhấn nút tự động và xem trong chương trình massage thì mình ưng chương trình nào. Hoặc chọn thủ công từng khu vực đau nhức cụ thể cần được xoa bóp. Chế độ massage không trọng lực 0G thì khi nãy Trang đã giới thiệu rồi. Hai nút bên cạnh là để điều chỉnh nâng lên hoặc là hạ lưng ghế xuống. Chương trình massage lần lượt là chế độ tổng thống, nữ hoàng, giảm stress, phục hồi, kiểu thái, tập trung vai cổ, tập trung lưng, thư giãn, hỗ trợ ngủ và đung đưa. Một bất lợi đối với chị em phụ nữ hay là những anh trai mà thấp bé nhẹ cân, chiều cao dưới 1m6 đó là khi mà chúng ta sử dụng ghế massage thì sẽ phải lướn người, hơi khó chịu một chút đúng không? Và chiếc ghế massage này thì cũng không phải là một ngoại lệ đâu. Mình có nhờ em gái mình chiều cao 1m5 nằm lên thì có thể thấy là cũng hơi bất tiện một chút khi mà không thể đạp hẳn chân xuống con lăn bàn chân được. Và phần đệm đầu ấy, đúng ra là sẽ phải massage đến phần cổ thì nó lại lên tới phần tai luôn thì cũng hơi bị khó chịu. Cho nên là những ai mà chiều cao dưới 1m6 thì chúng ta nên cân nhắc xem xét đến mẫu ghế massage khác để phù hợp với thể trạng cơ thể nhé. Trong lúc massage, mình còn có thể kết nối Bluetooth điện thoại với loa của ghế, vừa nằm thư giãn, vừa nghe ít nhạc chill chill hoặc là mở clip tiếng mưa ASMR lên và ngủ cho phê luôn. Có điều là loa của ghế được đặt ở hai bên đầu khá sát tai, cho nên nếu như các bạn muốn vừa massage vừa ngủ thì lưu ý là vặn volume nhỏ nhỏ thôi nhé. Bonus nho nhỏ cho chiếc ghế này đó là nó có thể điều khiển bằng giọng nói qua các câu lệnh đơn giản. Và hệ thống câu lệnh thì sẽ bắt đầu khi mà chúng ta nói xin chào ghế massage, thử nhé. Xin chào ghế massage. Chào bạn. Đó, và sau khi đã bật nguồn hoặc là khi mà ghế đang ở trạng thái chờ là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Có một lưu ý đó là khi mà chúng ta sử dụng các câu lệnh thì mình nhớ là mình sẽ đọc thật chậm và chính xác các từ khóa nhé. Về cơ bản thì cơ chế hoạt động của mọi chiếc ghế massage đều như nhau cả. Quan trọng là nó đáp ứng được 3 tiêu chí: bền, êm, khỏe. Và rõ ràng chúng ta có thể thấy là chiếc ghế massage MK335 này làm tốt được điều đó. Việc tiêu tốn một số tiền lớn cho chiếc ghế massage thì chắc hẳn là nhiều bạn sẽ đánh giá mình đây. Nhưng mà Trang nghĩ khi mà chúng ta thực sự muốn giải tỏa bớt căng thẳng đang ghi lấy cuộc sống của mình và muốn làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn thì đây thực sự là một khoản đầu tư hợp lý đấy các bạn ạ. Và Trang nghĩ là với những ai dù chúng ta làm việc nặng hay nhẹ, dù già hay trẻ thì cũng sẽ có những lúc mà chúng ta cảm thấy cơ thể mình trở nên rệu rã và rất cần lắm những bàn tay để có thể xoa bóp, ấn vỗ cho chúng ta chóng khỏe. Nếu như mà mình không có thời gian để đi ra tiệm spa thì chúng ta hoàn toàn có thể tự massage tại nhà, cũng hợp lý lắm đấy nha. Chưa thấy chiếc ghế này hấp dẫn thì cứ coi sương sương video vừa rồi cũng được ha. Còn nếu như các bạn thích video vừa rồi thì đừng quên để lại cho Trang và Điện Máy Xanh một like và một subscribe. Đừng quên là nhấn vào chiếc chuông nho nhỏ bên cạnh để nhận được cập nhật về những thông tin mới nhất, những sản phẩm xịn nhất của đất tại Điện Máy Xanh nhé. Còn bây giờ thì bye bye.